cùng với lợi thế về phát triển công nghiệp long an còn có nguồn lao động dồi dào phần lớn lao động đã qua đào tạo nghề Hiện dân số trung bình của tỉnh là hơn 1,7 triệu người, trong đó lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là gần 1 triệu người, trong đó có hơn 982.000 người đang làm việc trong các loại hình kinh tế, bao gồm làm việc trong các loại hình doanh nghiệp và lao động làm việc trong khu vực phi chính thức. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt gần 75%, trong đó có bằng cấp chứng chỉ đạt hơn 33%. Hầu hết các đơn vị doanh nghiệp có tổ chức công đoàn cơ sở đều có xây dựng thang lương, bảng đường và định mức lao động. Đối với các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn cơ sở, thì số doanh nghiệp xây dựng thang đường bản đường rất ít tuy nhiên nhìn chung các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đều đã thực hiện đúng quy định về mức lương tối thiểu dùng theo quy định chưa có trường hợp phản ánh hoặc phát sinh tranh chấp lao động do thực hiện không đúng mức lương tối thiểu dùng